nên ta hãy cùng nhau ta quay quần nhạc một bài ca con nhân. Anh em ta có thể cùng nhau ta cùng học nhạc nhằm mừng ta ai vui. Không muốn hay chia ly, muốn nhau để chúng ta cùng về anh em một nhà, lắm thứ vai tình này trong câu ca. Thank you.